Ngay tại Buôn Ma Thuột này, có một sóng lưng đa voi mẹ kỳ vĩ, ẩn chứa bao sự tích bí ẩn đã thôi thúc trí tò mò của biết bao nhiêu người tới để khám phá. Liệu rằng bạn có muốn một lần đặt chân tới sóng lưng đá voi mẹ hùng vĩ này hay không? Chính như người đồng bào Mơ Nông sống lâu đời ở Giang Tao cũng không biết cặp đá voi có từ bao giờ. Nhưng họ tin rằng núi đá voi như một vị thần linh thiêng, luôn che chở cho buôn làng, bảo vệ cuộc sống ấm no, bình yên. Theo lời kể của người Mơ Nông, đá voi cha và đá voi mẹ vốn không nằm cạnh nhau như bây giờ. Đá voi mẹ sau nhiều lần dịch chuyển đã tiến sát về chân núi, còn đá voi cha ban đầu vốn ở phía bắc, hướng mặt ra Hồ Lác, nhưng chỉ sau một đêm đã thấy nó nằm giữa cánh đồng, cách đá voi mẹ tầm 5 km. Ngày nay, cặp núi đá thu hút du khách không chỉ bởi truyền thuyết kỳ bí mà còn bởi khung cảnh hoang sơ, yên bình. Nếu đứng trên đỉnh núi đá voi mẹ, có thể quan sát hồ Giang Reng và dãy Chư Giang Sinh, mái nhà của Tây Nguyên. Còn đứng trên đá voi cha, có thể phóng tầm mắt ngắm nhìn cánh đồng Giang Tao rộng lớn, thưởng thức cái nắng gió đặc trưng của xứ Tây Nguyên đại ngàn. Và bây giờ hãy cùng theo chân nhật ký du lịch, chúng ta sẽ tham quan và khám phá hết vẻ đẹp của hai ngọn núi đá voi này nhé. Hello các bạn, thì tiếp tục hành trình khám phá vùng đất Tây Nguyên. Thì hiện tại nhật ký du lịch đang đứng tại một vị trí mà khi chúng ta du lịch tại Đắk Lắk, chúng ta có thể là sẽ nếu mà bỏ lỡ qua thì nó vô cùng đáng tiếc bạn. Đây là cổng để chúng ta đi vào tham quan khu vực đá voi mẹ. Nơi này thuộc huyện Krông Bông của tỉnh Đắk Lắk các bạn. Thì nếu như mà chúng ta du lịch Đắk Lắk, ngoài việc chúng ta tham quan ngắm cảnh ở những khu vực mà là xung quanh thành phố Buôn Ma Thuột á, thì nơi này cũng là một điểm check-in vô cùng thú vị. Và cái cảnh mà nếu chúng ta nhìn từ trên cao, chúng ta quan sát xuống á, thì nó vô cùng là tuyệt vời các bạn. Thì tại nơi này nó có một cái truyền thuyết liên quan về hai ngọn núi đá voi. Núi voi các bạn, không phải núi đá voi, núi voi. Và ngọn núi này là được theo như tìm hiểu nhật ký du lịch là nó là đá granite các bạn. Đó, thì ngày xưa là không biết từ bao giờ là đã xuất hiện hai ngọn núi đá núi voi này rồi, núi đá voi các bạn. Thì nhìn từ trên cao, khi chúng ta quan sát từ trên cao chúng ta nhìn xuống thì nó giống như hình một con voi đang nằm. Và cái truyền thuyết nó rất là ly kỳ, nếu mà tí nữa vào trong để xem thử là có người dân ở đây, người ta sẽ kể cho các bạn, chúng ta sẽ nghe về cái truyền thuyết của hai ngọn núi đá voi này như thế nào. Thì bây giờ chúng ta sẽ vào bên trong, và đây là khu vực để chúng ta vào tham quan đấy các bạn. Đây bên cạnh là cái bãi để chúng ta để xe ô tô và xe máy, thì mình chạy vào trong đây luôn bạn. Rồi bây giờ sẽ vào bên trong. Đó, khi mà đến Đắk Lắk thì chúng ta biết cái địa điểm là chúng ta đi du lịch các bạn. Chào anh. Rồi đi xuống đây. Trời ơi, nhìn máy bay đây nè. Đó, ôi ôi. Đây đi nguyên gia đình đi tham quan núi đá voi các bạn. Đây, khi chúng ta đến khu vực này thì mình đã thấy được cái ngọn núi đá voi rồi bạn. Đây là đá voi mẹ bạn. Thì ngày xưa là núi đá voi mẹ nó nằm ở một cái vị trí khác, nhưng mà không biết là cái sự dịch chuyển nó như thế nào mà đi đến gần sát ngọn núi Chư Đăng Sinh các bạn. Đây là dãy núi Chư Đăng Sinh, một trong những cái dãy núi thuộc dạng là dãy núi cao ở vùng đất Tây Nguyên đây. Đây bạn thấy không, xa bên kia là người ta đang đi lên, người ta tham quan, người ta ngắm cảnh ở trên kìa bạn. Đó, đi lên trên đó, hiện tại gió ở đây rất là to bạn. Và cái cảnh mà như lúc nãy nhà kiều lịch nói á, nếu mà chúng ta nhìn từ trên cao nhìn xuống rất là tuyệt vời luôn, rất là đẹp luôn bạn. Mình sẽ quan sát được toàn cảnh núi đá voi. Và đá voi cha thì nằm cách đây khoảng 5 đến 7 cây số, nó nằm giữa một cánh đồng luôn bạn, nằm giữa cánh đồng. Còn đá voi mẹ thì nằm sát chân núi Chư Đăng Sinh. Đây là một trong những dãy núi gọi là dãy núi cao của vùng đất Tây Nguyên đây. Và phía trước đây là người ta có làm những cái hồ tiểu cảnh nè bạn nè. Đó, những cái hồ nước rồi có cái cầu rồi để chúng ta chụp hình nè. Bên đây cũng vậy, ở trên cao nhìn xuống là hình trái tim bạn, cái hồ là hình trái tim. Rồi ok, đi lên nha. Không biết mình có leo nổi hay không bạn, giờ leo lên nè. Trời, thấy nó cao bạn, không biết có leo nổi hay không đây. Rồi lên trên. Mới trên xuống anh. Dạ. Xin chào. Dạ. Lên khó đi không chị? Về lắm, lên chính phục nào đi. À dạ dạ. Ok, lên chơi bạn. Lên chơi cho bạn ngắm cảnh nè. Trời ơi, người ta đang tham quan ở trên kìa. Đó, đây là cái sườn để chúng ta đi lên, chúng ta sẽ men theo cái sườn lên. Và hiện tại gió rất là lớn các bạn. Nếu mà những ai mà chúng ta
cảm thấy mà chúng ta lên không nổi thì tốt nhất chúng ta đừng có khám phá nha các bạn. Mình leo lên trên đó là ở giữa nó trên vên luôn các bạn à, ở giữa nó trên vên tại vì gió nó cứ thổi gì ào. Lúc nãy mới bay đoạn flycam trước cho các bạn xem, lúc nãy trời đang êm gió, tranh thủ mình bay trước đoạn flycam cho các bạn xem. Gió rất là lớn luôn, đứng ở vị trí ở trên mà khi mà bay thả flycam lên trên gió nó tạt các bạn, nó tạt, nhưng mà may con flycam mình là dạng con flycam lớn cho nên là nó trụ được gió. Chứ nếu các bạn mà sử dụng những con mini là bay ở đây, mình lựa cái khoảng khắc thời điểm mà gió ít đó các bạn bay nha, chứ gió lớn là bay mấy con mini là bay không nổi đó các bạn. Rồi bây giờ tiếp tục lên trên nè. Ôi ơi mấy em nhỏ này lên được rồi các bạn. Đó tiếp tục. Tiếp tục lên trên. Đây. Cái khu vực mà khó leo nhất là khu vực này các bạn nè. Đó tại vì nó hơi bị tức, nó hơi bị khi ở dưới chúng ta lên thì nó dễ dàng rồi. Mà tới khu vực này nó rất là tức luôn. Và cái đường mà để chúng ta đi lên đó thì nó sẽ rất là dễ, nhưng mà khi mà chúng ta leo từ trên chúng ta leo xuống đó, nó sẽ khó tại vì nó sẽ bị trùng chân các bạn. Mình sẽ ngồi lết lết các bạn thấy không? Gió lớn là đó, người ta đang ngồi lết ta xuống rồi. Trời ơi. Bây giờ là có thể là chắc là Nhật Kiều Lịch sẽ không leo lên đâu các bạn à. Tại vì để cho camera lên trên luôn chứ giờ cho camera lên trên cho bạn quan sát cảnh luôn chứ mình không có leo lên trên được. Chỉ đứng ở đây kể chuyện cho bạn nghe thôi. Thì theo như người dân kể lại tìm hiểu của Nhật Kiều Lịch là từ rất là xa xưa rồi, không biết là hai cái ngọn núi đá vôi này nó có từ bao giờ các bạn. Nhưng mà người dân ở đây người ta đã thấy tổ tiên của những người ở đây, hay là đời trước nữa, người ta đã thấy hai cái ngọn núi đá vôi này rồi. Và ngày xưa là núi đá vôi này gọi là núi ngọn núi lớn này mình đang đứng nè, đá vôi mẹ bạn. Và ngày xưa là nó nằm ở một vị trí khác, nhưng mà theo thời gian nó dần dịch chuyển dần. Đó là cái truyền thuyết thôi nha bạn, chứ còn kiểm chứng cái gọi là cái xác thực của thông tin thì mình không khẳng định cho với các bạn được. Đó là theo truyền thuyết là ngày xưa là núi đá vôi mẹ nó nằm ở một vị trí khác, nhưng mà theo năm tháng nó dần dịch chuyển sát đến gần chân núi. Và ngọn dãy núi này là dãy núi Chư Đăng Sinh, một trong những dãy núi gọi là thuộc hạng là cao ở vùng đất Tây Nguyên này. Và núi đá vôi cha thì ngày trước nó cũng nằm ở một vị trí khác, nhưng mà sau một đêm các bạn, theo như người ta kể lại thôi các bạn nha, chứ còn xác thực của thông tin thì mình không khẳng định được. Đó là người ta kể lại là sau một đêm thì khi mà thức dậy á, người ta thấy núi đá vôi cha nó di chuyển nằm giữa cánh đồng luôn, và vẫn còn cái dấu vết và giữa hai cái dòng nước, hai dòng nước thể hiện là cái vết di chuyển của núi đá vôi cha. Thì người ta nghĩ là đá vôi cha đang tiến sát lại gần với lại núi đá vôi mẹ đó. Và nơi này là người dân ở đây người ta tín ngưỡng là một nơi là gọi là gì, vùng đất linh thiêng gì đó để bảo vệ buôn làng ngày xưa theo tín ngưỡng của người dân ở đây các bạn. Đó thì cái thông tin mà Nhật Kiều Lịch tìm hiểu được như vậy thì chia sẻ với các bạn thôi, chứ còn tính chính xác và xác thực của thông tin thì mình không dám khẳng định, đó chỉ là truyền thuyết thôi các bạn, người ta truyền miệng nhau từ đời này qua đời khác. Và hiện tại bây giờ đang sừng sững ở đây ngọn núi đá vôi mẹ để du khách khi chúng ta đến du lịch ở Đắk Lắk chúng ta có thể tham quan. Và nơi này cách trung tâm thành phố Buôn Ma Thuột tầm gần 50 cây số các bạn, gần 50 cây số chúng ta di chuyển tầm khoảng 1 tiếng đồng hồ. Từ trung tâm của thành phố Buôn Ma Thuột di chuyển gần 1 tiếng đồng hồ sẽ đến tới khu vực núi đá vôi mẹ. Và đây là nơi đẹp nhất để chúng ta tham quan, ngắm cảnh, chụp hình, chinh phục được cái dãy núi. Lên trên cao chúng ta chinh phục được cái đỉnh núi này, núi đá vôi mẹ. Thì từ độ cao từ phía dưới mặt đất cho đến lên trên ngọn, trên đỉnh núi thì nó chỉ có vài chục mét thôi các bạn. Nhưng mà gió rất là lớn tại vì nằm giữa một khoảng không rộng lớn nè, bao quanh đồi núi này kia. Cho đây gần như là một cái thung lũng các bạn, cho nên là mình lên trên cao là gió nó sẽ tạt các bạn. Cho nên là chúng ta khi mà di chuyển lên trên thì cố gắng cẩn thận nha, hết sức cẩn thận. Đặc biệt là có những em nhỏ thì chúng ta chú ý mấy em. Những em mà tầm độ tuổi lớn thì cho mấy em đi lên, còn nhỏ quá cho ở dưới các bạn, tại gió rất là cao. Mà ở đây mà chỉ cần mà trượt chân thôi các bạn, mình nói cái xui rủi các bạn thông cảm nha, mà trượt một cái là tèo luôn các bạn à. Cho nên là phải cẩn thận. Bây giờ thì Nhật Kiều Lịch sẽ để camera lên trên, ghi hình ở trên cho bạn cái đoạn đường mà leo lên trên, coi thử nó khó đi hay không, như thế nào. Mình cũng không lên trên được các bạn à, tại lên nó rất là khó đi. Và mình lên thì nhiều khi là gió lớn rồi này kia, cái âm thanh nó sẽ bị tạt cái tiếng gió, nói chuyện nó không có rõ bạn, nó bị lẫn tạp âm này kia. Nên bây giờ camera sẽ lên trên cho bạn quan sát cảnh nha, mình sẽ đứng ở dưới bạn đó, thấy không, các bạn thấy sừng sững giữa ngay một khoảng không. Đó, camera đang tiến lên trên để ghi hình cho các bạn cảnh ở phía trên nè. Ở trên người ta đang leo xuống nữa. Đó.
vào những cái ngày mà đông thì cái đường mà chúng ta đi nó sẽ nhìn nó rất là đẹp, đi cao xuống nhiều người rất là đẹp bạn. Các bạn thì camera mới vừa ở trên xuống rồi thì các bạn cũng đã quan sát thấy cảnh ở trên đó là có rất là nhiều những cái dấu mà chúng ta nhìn thấy nó tựa như hình bàn chân các bạn. Thì một trong những cái truyền thuyết mà người dân người ta kể mà nó còn một số những cái chi tiết nhỏ nữa các bạn, là ngày xưa là núi đá voi mẹ là một cái có thể chuyển từ thể rỗng lỏng sang thể rắn các bạn. Và người ta cũng truyền miệng cái câu chuyện là núi đá voi nuốt người các bạn. Đó là một trong những cái truyền thuyết ly kỳ thôi. Ở một cái buôn làng ở khu vực này có một cặp chị em, thì sau khi mà nô đùa ở đây, ngày xưa là cái tảng đá nó dạng thể lỏng các bạn, nó y như là bùn sình á, người ta lên người ta nhúng chơi nhúng nhảy trên đây nè. Thì vào cái khoảnh khắc mà đá nó chuyển mình, nó chuyển biến đổi từ thể thể lỏng sang thể rắn, thì mới kẹt lại cái chân của cô em gì không biết, nhưng kẹt chân lại của một trong hai chị em đó. Và dân làng đã cố hết sức để mà lôi cái người con gái đó ra, nhưng mà không cách nào để lôi được. Và dần dần nó đã bị người con gái đó bị nuốt vào bên trong cái hòn đá núi đá voi mẹ đây. Và sau khi mà người con gái đó đã bị nuốt vào bên trong hòn đá thì mới về báo mộng cho người thân là hãy yên tâm đi, cô đang sống tốt, vô cùng là tốt. Và người dân vẫn tin rằng là núi đá voi này đang bảo vệ và che chở cho buôn làng ngay khu vực ở đây. Đó là một trong những cái truyền thuyết, những cái thông tin mà Nhật ký lịch tìm hiểu được. Nhưng cái tính chính xác, xin nhắc lại với bạn, tính chính xác là mình không khẳng định nha các bạn. Tại đó chỉ là những câu chuyện truyền miệng thôi.
truyền miệng để chúng ta nghe thôi, chứ còn nếu mà nói mà chính xác thì nó hơi bị phản khoa học các bạn. Cho nên là chúng ta khi đến đây chúng ta có thể tìm hiểu thì nghe người dân người ta kể rất là nhiều những truyền thuyết, những cái sự tích liên quan về núi đá voi vô cùng là ly kỳ, hấp dẫn để chúng ta nghe. Và chúng ta không nên quá tin vào cái gọi là những cái truyền thuyết đó. Nhiều khi mình nói ra nó bị phản khoa học, nhưng mà đây là ngọn núi đá voi linh thiêng các bạn. Nếu những ai theo như người dân ở đây nói là nếu những ai mà những cặp mà đang yêu nhau này kia thì cứ lên trên đây, lên ngồi trên ngọn đỉnh ngọn núi đá voi này, cầu nguyện, ước nguyện thì sẽ được bên nhau. Và những ai mà đang thất tình hoặc là chưa có người yêu này kia các bạn thì cũng lên trên đây để mà gửi gắm những tâm tư tình cảm này kia vào bên trong ngọn núi đá voi này thì sẽ gặp được nhiều điều may mắn các bạn. Và theo như mọi người thì có người sẽ tin có người hay không, thì nếu mà chúng ta tin thì chúng ta sẽ nghĩ là thật, còn nếu mà chúng ta không tin thì cứ xem như là một câu chuyện truyền thuyết của người dân truyền miệng lại để chúng ta biết thêm một vài những thông tin về ngọn núi đá voi. Đây là núi đá voi mẹ, và cách đây tầm khoảng 5 đến 7 cây số là còn một ngọn núi đá voi nữa là núi đá voi cha, thì cái kích thước của núi đá voi cha nó sẽ nhỏ hơn rất nhiều lần so với núi đá voi mẹ. Rồi bây giờ chúng ta sẽ đi xuống các bạn. Đó, sớm giờ thì chia sẻ một vài những thông tin cho các bạn chúng ta biết mình tìm hiểu được tới đâu, người dân chia sẻ cho mình tới đâu thì mình chia sẻ cho mọi người tới đó. Rồi chúng ta đi xuống nha. Đây mình sẽ đi xuống lại các bạn. Đi xuống thì nó hơi bị trùng chân so với cái lúc mà mình đi lên. Lên rất là dễ đi mà xuống thì nó chà xuống, mình phải gặp người để đi xuống các bạn. Đây bên đây nữa nè. Đây là một số những cái tiểu cảnh để chúng ta chụp hình các bạn, ra cho các bạn ngắm cảnh nè. Đó, hiện tại trời nắng đẹp các bạn thấy không? Trời nắng đẹp trái ngược với lại hai ba ngày vừa rồi mình ở Đắk Nông, Đắk Lắk thì trời mưa tầm tã, hôm nay nắng đẹp luôn các bạn. Đây nè, qua đây. Di chuyển qua cho các bạn xem cảnh nè. Đó. Chúng ta sẽ đi qua một cái cây cầu, người ta sẽ lót làm bằng những cái ván tre như thế này. Ở giữa đây là hồ bông súng các bạn. Đó, chụp tấm hình nè. Đó, các bạn thấy đẹp không? Rồi đứng đây. Rồi có thể chúng ta sẽ lên đây ngồi mình tạo dáng, tạo kiểu rồi mình ngồi chụp hình xung quanh là núi đồi đá rồi này kia. Đây là hồ bông súng bạn, phải không sen đâu. Đây là những cái bông này nè các bạn nè. Đó, những cái bông này là bông súng nha. À, khi mà vào thời điểm mà súng bông súng ở đây nở rộ thì chắc chắn là cái lịch nghỉ là nó sẽ rất là tuyệt vời luôn. Nó sẽ kín hết một cả một cái hồ nước ở đây, nó kín đầy bông súng thì chúng ta chụp hình vô cùng là tuyệt vời luôn. Và bây giờ thì Nhật Kiều Lịch sẽ di chuyển đến điểm tiếp theo, tiếp tục ghi hình cho các bạn. Thì khi chúng ta du lịch ở Tây Nguyên, ngoài việc chúng ta khám phá những cái con thác, những ngọn thác này kia thì đây là một điểm vô cùng thú vị để chúng ta khám phá và chinh phục. Còn bây giờ thì Nhật Kiều Lịch sẽ di chuyển ngược về lại trung tâm của thành phố Buôn Ma Thuột và sẽ tham quan khám phá một trong những số những khu du lịch gọi là khu du lịch sinh thái cộng đồng để chia sẻ cho các bạn. Thì đến khu vực Tây Nguyên ngày xưa các bạn hay nghe cái bài hát gì nè, chú ơi con ở Bản Đôn đúng không? Đó, mình sẽ di chuyển lên trên khu vực gọi là Buôn Đôn các bạn, khu du lịch gì cầu treo Buôn Đôn, thì để xem thử là bây giờ nó có khác gì với ngày trước các bạn đã từng đi đến hay không. Nhưng mà theo như tìm hiểu thì bây giờ nó không được, nó không còn đẹp nhiều bằng những ngày trước, bây giờ nó đã vắng khách dần rồi. Và bên trong khu du lịch thì cũng không còn đẹp như xưa nữa. Thì để xem nó như thế nào, cái quang cảnh hiện tại nó ra sao và cái giá vé để chúng ta vào tham quan như thế nào thì mời các bạn hãy đồng hành hết video cùng với Nhật Kiều Lịch. Chúng ta sẽ di chuyển qua điểm tiếp theo, khám phá và chia sẻ cho các bạn nhé. Chúng ta qua bên Buôn Đôn các bạn. Ok các bạn, điểm du lịch tiếp theo khi chúng ta đặt chân tới vùng đất Đắk Lắk, Buôn Ma Thuột là Nhật Kiều Lịch sẽ đang đứng tại vị trí này là Buôn Đôn các bạn, khu du lịch cầu treo Buôn Đôn. Đó, thì nơi này cách trung tâm thành phố Buôn Ma Thuột tầm khoảng gần 50 cây số bạn. Chúng ta di chuyển từ trung tâm thành phố Buôn Ma Thuột, mình có thể gõ Google để hướng dẫn chúng ta cái đường đi là khu du lịch cầu treo Buôn Đôn. Đó, nơi này thuộc xã gì Krông Na của Buôn Đôn các bạn. Và xe ô tô thì mình sẽ chạy vào trong luôn, ô tô xe máy là để ở trong luôn. Thì bây giờ sẽ vào bên trong ghi hình cho bạn xem, cập nhật cái giá vé này, rồi bên trong khu du lịch cầu treo Buôn Đôn nó có gì, cập nhật hết cho các bạn trong video này nha. Rồi chúng ta đi vào bạn. Đây xe du lịch người ta đang ra nè bạn nè. Đó, chúng ta sẽ đi cái lối này để vào mua vé nè bạn. Rồi đi qua đây. Còn đây thấy bà con người ta bán nhiều những cái gì, đồ ăn, gà nướng, cơm lam, rồi những cái thuốc của người đồng bào nè, đặc sản cao nguyên. Đó, cơm lam, gà nướng, trời ơi.
Dạ quán cơm Lào ở đây, quán cơm Lào đúng không? À, quán cơm Lào đó, đây gà nướng các bạn, gà quay đặt cái trên bếp lò người ta quay nè. Cái này thịt thịt lợn các bạn. Nó nhìn hấp dẫn không? Trời ơi, đi tới đâu thì bởi vậy Nhật du lịch nói các bạn là đi tới đâu chúng ta anh đều thấy đặc sản của vùng đò Tây Nguyên là cái gì, gà nướng cơm Lào bạn. Đây là măng rừng trà, tất cả những hàng quán của người bà con đây, quán cơm Lào gì các bạn. Đó. Bên đây là cái bãi để xe ô tô các bạn. Đó, trung tâm du lịch Buôn Đôn các bạn thấy không? Bên kia là những hàng quán ăn uống, xe ô tô mình để ở đây. Và chúng ta sẽ vào bên đây để mua vé các bạn, để xem thử bên trong nó có gì. Cập nhật cho các bạn nhé. Đây là điểm bán vé tham quan cầu treo Buôn Đôn các bạn. Đó. Từ ngày trung tâm du lịch cầu treo Buôn Đôn vui lòng không mang gì đây. Thức ăn đồ uống bạc chiếu lo kéo flycam. Cấm tất cả rồi, không được mang vào bên trong khu du lịch bạn. Chứ mình nghĩ là được, trước đó thì sẽ có bạn, trước đó thì họ không cấm, nhưng mà từ ngày 1/1/2023 là bắt đầu cấm những cái này. Ok, vào trong mua vé bạn thì không bay flycam được, tôi cho bạn quan sát cảnh trong khu du lịch thôi. Đây mình mua vé tham quan ở đây hả à, chị hả? À, ở đây là bao tiền một người? 40.000. Bên trong là gồm có gì bên trong chị? À, tham quan voi. Ở đây có dịch vụ bữa nay là không cởi voi, chỉ thân thiện với voi thôi, nên nhà mình muốn sử dụng dịch vụ thân thiện với voi thì mình phải cho nó mua vé sau. À. Vé là 100 người, 100.000, tôi đã được 3 người. Tôi đã 3 người. Ăn cho voi. À, mình tôi... cạnh voi chân tắc thân thiện để cho voi ăn. À, có nghĩa là ở đây là bán vé tham quan thôi, còn vào bên trong là hiện tại bây giờ là đã hết cái dịch vụ cưỡi voi rồi. Dạ, vâng. Mình thân thiện với voi cho nên là mình mua vé để thân thiện với voi là 100.000 một người. 100.000 từ một người tối đa được 3 người. À, tối đa được 3 người. Dạ. Là cứ một lần như là 100.000. Dạ, à. Rồi ăn cho voi. À. Và trong đó sẽ chụp hình cùng voi tương tác thân thiện rồi cho voi ăn. À rồi. Ở đây có hướng dẫn viên rồi đưa mình đi tham quan ở trong không? Dạ, có. Ở đây thì có 3 điểm tham quan. Tham quan cầu treo là điểm chính, và cách đây 500m thì có nhà sàn cổ của Amakong, và cách đây 3 cây số nữa thì có nhà cổ ấy, cần 2 vé thôi đúng không? Văn hóa nhà cổ nơi chân cất những người thợ săn cũng như là chân cất cụ tổ của ông cụ tổ gây săn voi ở đây. À, ở đây là có hướng dẫn viên đi cùng mình không? Có. Hướng dẫn viên thì như thế là 250.000. 250.000 một người, một hướng dẫn viên. Hướng dẫn viên trong một tour như vậy. À, sẽ đưa mình đi tất cả những điểm ở trong. Là giá tiền đó là chưa bao gồm vé. Dạ, đúng rồi. Chưa bao gồm vé tham quan. Vé tham quan. À rồi ok, bây giờ cho em một hướng dẫn viên đi. Dạ. Với lại 2 vé tham quan. Dạ, vâng ạ. À. Và cái điểm kia thì xa cho nên là mình sẽ đi xe, và xe của khách nhé, xe của anh ạ. À là tự đi hả? Dạ, tự đi. À, là nằm ngoài khu vực này lại. Đúng rồi. À, nhà sàn cổ thì cách đây 500m thì có thể đi bộ được, nhưng mà khu văn hóa nhà mồ thì cách đây 3 cây số là phải đi xe rồi. Ồ, à, còn bên trong đây là có gì? Trong đây thì tham quan cầu treo, cảnh và tham quan voi. À. Gần thôi, trong đây thì gần. Ok, vậy là cho 2 vé đi, khỏi hướng dẫn viên cũng được. Dạ, rồi ok. Bây giờ sẽ đi tự tham quan khám phá bạn, tại vì những cái điểm khác nữa theo chị ở đây chia sẻ là nằm cách khoảng 500m là có một khu tham quan khác, và cách 3 cây số là sẽ có một khu tham quan khác nữa, cho nên chúng ta sẽ khám phá bên trong đây nha các bạn. 2 vé là bao nhiêu tiền hồi nãy? 80.000 rồi gửi tiền. Còn là vé voi thì mình vào trong đó mình mua. Ok. Vé voi là sẽ mua sau các bạn, còn đây chúng ta chỉ có mua vé ở đây thôi, mua vé tham quan thôi, còn vé voi là mua sau. Dạ anh ơi, trong thời gian chờ đợi mua vé thì em mời hai anh đi sô cô la nhỉ? À, sô cô la hả? Có mời sô cô la luôn hả? Dạ. Đây là sô cô la gì đây? Dạ sô cô la là một cái cacao của Đắk Lắk. À vậy hả? Rồi uống rồi không mua rồi có được không? Dạ không sao, cảm ơn mọi người uống thử sẽ khỏi trải nghiệm thôi. Ok. Dùng thử các bạn sô cô la nè. Ôi ôi. Sô cô la cacao. Dạ sô cô la làm từ cacao. À, rồi khách tới đây là cứ mỗi khách tới là mình mời vậy. Dạ ai em cũng mời hết. À, một ngày là mời được bao nhiêu bình này? Nói chung là tùy là số lượng khách đông với lại là khách ít. À rồi. Dạ, nói chung là cũng đến rồi. Rồi cảm ơn nha. Dạ. Dạ. Rồi cảm ơn anh. À, mình di chuyển đi lối nào anh? Anh đi qua hướng bên trái. À dạ rồi, em cảm ơn. Ok, vào đây tham quan bạn. Đó, chúng ta sẽ đi vào bên trong cầu treo. Thì đây, trước khi chúng ta vào bên trong là trung tâm du lịch cầu treo Buôn Đôn này, có cái biển chỉ dẫn cho chúng ta nè, những hình ảnh đây nè, các bạn thấy không? Cây si, chúng ta sẽ vào thăm cây si cổ đại nè, rồi cầu treo trên sông Serapop.
ở dòng sông nổi tiếng ở Tây Nguyên bạn, rồi đặc sản cũng lam gà nướng, chúng ta có thể camping, cắm trại, chèo kayak ở đây. Và một số những cái điểm chẳng hạn như là nhà dài ED, rồi nhà hàng Champa ở đây, như tất cả trên cái bản đồ đấy các bạn. Đó, để chúng ta vào bên trong tham quan khám phá. Rồi bây giờ tiếp tục hành trình, chúng ta vào trong thôi. Rồi bên đây là những cái gian hàng của bà con, người ta bán đồ thổ cẩm mỹ nghệ, quần áo này kia. Lối vào là sẽ đi hướng này bạn, rất là nhiều những gian hàng ở đây người ta bán, thấy không? Ở đây là một cái trong những cái ngôi kiểu nhà sàn nè. Rồi đi xuống dưới bạn, ở đây vẫn có cho thuê trang phục dân tộc Lào, ED, Mơ Nông rồi này kia, để chúng ta thuê chúng ta chụp ảnh ở trong bạn. Nhìn cái tướng này, cái tuyến đường đi xuống cầu tre Môn Đô này á, thì nhà du lịch liên tưởng đến cái khu du lịch suối Cá Thần ở Cẩm Thủy Thanh Hóa bạn. Nó cũng giống y chang vậy, hai bên người ta cũng bán đồ gì. Chỉ khác cái là bên khu du lịch Cẩm Thủy Thanh Hóa là cái đường bằng phẳng, còn đây chúng ta sẽ đi theo cái đường dốc để đi xuống khu vực cầu treo. Đó, rất là nhiều những cái đồ thổ cẩm mỹ nghệ nè. Người ta đang bán ở đây, những cái này là những cái khay để đựng gì hạt dưa rồi các bạn, dưa hạt hướng dương rồi nè. Rồi, ôi bây giờ chiều rồi, khách người ta đang tham quan, bắt đầu người ta di chuyển ta ra dần rồi các bạn, thấy không? Nhưng mà vẫn còn đông khách các bạn ạ, à, khu du lịch mà vẫn còn đông khách. Đó. Rồi lối ra, tí nữa sẽ đi lối này ra, giờ vào là lối này. Vào đây. Dạ. Vào lối nào anh? Đây. À dạ, đi qua đây hả? Bên trong này nó có gì trong anh? À, dạ. Có voi anh. Có voi à? Có voi chụp hình nó, mình chia cho mỗi người một vé đi ạ. À dạ, chia mỗi người vé, đây vé camera nè. Đây anh ơi, mình à. Tự quét vô đây luôn á. Dạ. À cái mã đây các bạn, vâng, cái mã đây chúng ta sẽ quét vào rồi tự đi vào nha bạn. Đưa cao lên. Đó, rồi ok đi vào. Đó, nghe cái tít cái là chúng ta vào được các bạn. Rồi, dỡ cao lên, dỡ cao lên. Đó, nghe cái tít cái là chúng ta đi vào, rồi vào đây, đi lối này. Đây chúng ta sẽ đi qua một cái cây cầu, cầu treo đó các bạn. Cầu treo được làm bằng rất là nhiều những cái thanh, để xem, cái này là thanh tre các bạn, thanh tre. Đó, vừa đi vừa nhúng rồi vẫn được các bạn. À, thấy không nhỉ? Đó, vừa đi vừa nhúng luôn, nói chung là ở đây mà khi mà chúng ta đi nó sẽ nhúng lên bằng bậc như vậy các bạn này. Nhưng mà người ta làm nó gia cố ở đây rồi. Có gì cây gỗ rồi người ta gia cố đây các bạn này. Đó, ở dưới đó là khu vực núi suối chảy rồi đây các bạn nè. Đó dòng sông Serapop gì đó. Nãy đó, ngồi đầu bạn hướng dẫn có để thông tin đó. Rồi, vào đây là cây si cổ thụ gì đó bạn. Đó bạn thấy không, đứng đây bắt đầu nó nhúng nè, nó nhúng bạc rồi đó, camera bắt đầu ứng ứng rồi bạn, cầu này đó. Rồi vô trong, rồi vô trong tham quan bạn, vô trong là khu vực nhà hàng rồi này kia. Bên kia là cái cây cầu cầu treo á, người ta đang sửa chữa, người ta bảo dưỡng bảo trì rồi bạn. Chúng ta đi được cái cây cầu này thôi, còn bên kia đang làm lại bảo dưỡng. Và đẹp nhất đó là cái chỗ gì chúng ta chụp hình cùng với lại cây si, gọi là cây si cổ thụ đây bạn. Cây si này có cái tuổi đời rất là lâu rồi, các bạn thấy không, rễ rồi thân cây xum xê bao xung quanh nè. Đó, ngay khu vực đây tất cả những cái rễ là coi các bạn xem nè, nó dài và nó thòng xuống dưới ở dưới mặt nước luôn bạn. Đó các bạn thấy không, nó thòng xuống dưới mặt nước luôn, dòng sông chảy ngang, dòng sông Serapop nè, dòng sông Huyền Thoại rồi ngày trước rồi chảy vào chia ra cái con thác Preynu, Preysáp đồ. Preynu là của Đắk Lắk các bạn, còn con thác Preysáp là của bên địa phận, thuộc địa phận của Đắk Nông rồi. Có nhiều người chúng ta bị nhầm cái thông tin là thác Preynu, Preysáp là cùng một của Đắk Lắk, không phải các bạn. Preynu được chia bên Đắk Lắk, còn Preysáp là của Đắk Nông. Thì hai con thác đó nó nằm, nếu mà chúng ta nhìn cảnh từ trên cao á, là hai con thác đó nó nằm liền kề với nhau luôn. Chẳng qua là hai cái lối đi khác nhau, thuộc hai địa phận khác nhau các bạn, của hai tỉnh. Và hiện tại thì đáng lý là lúc đầu là sẽ ghi hình ở bên thác Preynu cho các bạn xem, nhưng mà thác Preynu hiện tại nước ít lắm bạn. Người ta đi trước, có nhiều bạn người ta đi trước ta chia sẻ là nước vẫn còn nước các bạn, vẫn còn nước ở thác, nhưng nó không còn hùng vĩ nữa, cho đó là không có qua thác Preynu ghi hình cho các bạn, mà ghi hình ở khu du lịch gì Co Tam các bạn, khu Co Tam. Rồi giờ sẽ qua đây nè, giờ qua đây ghi hình ở khu Buôn Đôn. Đến du lịch Tây Nguyên là mình sẽ đi những cái buôn làng đồ này các bạn. Rồi còn đây nữa bạn ơi, còn cái những lối đi này nè. Và bên đây nè, bên đây khi chúng ta vào bên trong á, là chúng ta sẽ thấy được cái khu gì, cái nhà trên cây giống như tổ chim bạn này. Đi lên cho bạn xem nha. Đó, thì mình sẽ leo lên trên những cái cầu gỗ như thế này nè.
chúng ta sẽ leo lên trên và mình sẽ bám vào ở trên này để chúng ta đi lên các bạn. Cái cầu cầu này là cầu đặc trưng của người người đồng bào Tây Nguyên ở đây nè. Đó, mình sẽ lên trên nhà sàn nữa bạn à. Rồi, giờ camera sẽ lui ra cho bạn xem cái nhà sàn nè. Không biết ở trên đây nó chắc chắn hay không. Đó này là nhà mô hình nhà trên cây các bạn. Đó, thấy không? Cái này mình không lên được đâu nha các bạn. Cái cầu tre này là người ta không có làm cái lối để chúng ta đi lên đâu. Lúc trước thì như là có nhưng bây giờ là sẽ không lên được đâu. Và nó sẽ không còn an toàn nữa. Mình đứng ở dưới mình ngắm cảnh chụp hình thôi. Rồi ơi, bây giờ đi xuống nè bạn. Trời ơi, sao lấy lên dễ dàng. Bây giờ tôi xuống nè, tôi tìm đường tôi xuống nè. Đó, mình lên xuống thì đều bám vào hết các bạn. Những cái như thế này nè, chúng ta bám vào để chúng ta đi lên đi xuống. Đi lên thì nó sẽ rất là dễ bạn. Những cái cầu thang này mình đi lên rất là dễ. Nhưng mà khi mà chúng ta đi xuống chúng ta phải bám đi lui lại bạn. Rồi vào trong nha, đi vào trong sẽ ngắm cảnh nè. Đó, voi đảo Âu Nô gì vậy các bạn. Giao lưu văn hóa cộng chiên là ở tất cả đều ở trong bạn. Rồi đi vô trong, không biết là giờ này ở bên trong còn dịch vụ gì ở trong nữa không. Rồi, chúng ta cứ đi qua rất là nhiều những cái cầu tre như thế này. Đó, chúng ta đi qua cái cầu tre nè, bắt đầu nhúng nhúng bằng bật nha các bạn. Ôi ôi, chúng ta đừng có dựa vào đây nha các bạn nha. Nói chung là vẫn an toàn thôi, nhưng mà để an toàn tuyệt đối chúng ta đừng có tựa vào những cái này để chụp hình, nó rất là nguy hiểm, nhiều khi sơ sẩy này kia. Đó, con sông Serapis này cho bạn xem rõ hơn, nãy đứng trên nó bị khúc cái cây si cổ thụ bạn. Đó, dòng sông Serapis chảy ngang qua đây. Rồi chúng ta sẽ vào khám phá đảo voi các bạn. Đây. Rồi, ôi nó mọc chằng chịt luôn các bạn, hình như không biết ở đây một cây hay là nhiều cây gì này, mọc chằng chịt ở đây luôn. Đó, bên đây lối cầu tre rặng si cổ thụ, chuông gió lớn nhất Đại Ngàn. Đi qua xem thử các bạn, trước khi vào trong qua xem thử chuông gió lớn nhất Đại Ngàn các bạn. Ở đây thì cái cầu này cảm giác mình yên tâm hơn bạn. Tại vì ở trên không có nước, chúng ta băng qua cái đường cái cầu này nó băng qua một cái con đường ở dưới là đất thôi bạn. Ở trên không có, ở dưới nó không có nước nữa. Nên chúng ta đi cảm giác nó sẽ an toàn hơn. Thường mà muốn đi mà nó đều thì hai người phải bước đều chân các bạn. Không là nó sẽ rung bằng bật lên. Rồi vô trong. Đó. Trời ơi, đi luồn vào trong luôn các bạn này, coi nè. Luồn tít vô trong nè. Chúng ta sẽ luồn vào trong cái rặng si cổ thụ để xem thử cái chuông chuông lớn nhất Đại Ngàn là như thế nào các bạn. Đây. Nó giống như cầu tre vạn bước ở bên rừng tràm Trà Sư các bạn. Rất là nhiều những cái hướng để chúng ta đi luồn vào trong nè. Đó, đường này cũng được, đường kia cũng được bạn. Có nhiều những hướng để chúng ta đi vào trong. Và cái chúng ta những cầu tre như thế này, nó sẽ băng qua dòng sông Serapis. Trời ơi, nó kêu két mình cảm giác bất an quá bạn. Kêu két cảm giác bất an quá. Rồi lên trên bạn. Để coi thử cái chuông gió ở chỗ nào đâu rồi. Trời ơi, đi kiếm cái chuông gió. Rồi đây. Có thể đây là cái chuồng gió lớn nhất ở đây, không biết đúng hay không nha các bạn xem. Nếu mà sai thì đừng có comment rồi chửi cho kiểu lịch. Mình cũng lần đầu đến đó các bạn. Đây là cái gì? Xuồng độc mộc, được làm từ một cái cây thân gỗ lớn, gọi là thân gỗ cổ thụ. Người ta khuyết rỗng cái ruột ra các bạn. Nó tạo thành gọi là cái xuồng độc mộc là xuồng nguyên một chiếc luôn, chứ không phải là ghép là thành xuồng ba lá như ở miền Tây đâu. Đó, qua đây đi xem thử ở đây có phải không. Đây mình thấy những cái chuông gió này bạn. Đó, những cái chuông gió này mà không biết là những cái chuông gió này có phải là chuông gió lớn nhất Đại Ngàn chưa, thì mình thấy nó to to làm bằng những cái ống tre, ống trúc gì đây, ống tre bạn. Đó, còn mà nếu mà thông tin chia sẻ không phải thì các bạn thông cảm cho kiểu lịch nha. Mình đến lần đầu mình thấy nó to thì mình nghĩ là lớn nhất thôi. À đây nè bạn nè, trời ơi, không là mình bị chửi on rồi đó. Đây, chuông gió lớn nhất Đại Ngàn. Đó là những cái chuông gió đây có các bạn luôn các bạn. Đó, những cái chuông gió này là chuông gió lớn nhất Đại Ngàn. Ok, chính xác thông tin rồi bạn. Rồi, xuồng độc mộc nè. Rồi, bây giờ sẽ băng ngang qua bên cầu treo để đi ra lại. Chúng ta sẽ đi vào tham quan gì chụp hình cùng với voi nè. Rồi xem những cái chương trình ở trong còn hay không nữa thì sẽ vào tiếp tục vào ghi hình cho bạn nha. Mình sẽ đi lại cái lối này. Còn những ai mà không muốn trải nghiệm cái cầu treo này có thể đi cái lối này ra luôn bạn. Cái lối này dẫn ra cái đường đầu mà đường nào
đường nào các bạn cũng phải đi qua cầu treo, chẳng qua là bạn đi ít cầu treo hay nhiều cầu treo thôi. Ok, bây giờ chúng ta sẽ đi ngược trở ra nha, đi ngược trở ra để qua lại bên khu vực bên kia. Rồi bây giờ tiếp tục đi cầu tre, cầu treo tiếp này, khám phá đảo voi các bạn. Đây, giờ chúng ta vẫn tiếp tục đi qua cầu treo nữa. Rồi, ôi trong đây rất là nhiều cầu treo thiết kế băng qua những cái đoạn sông nhỏ của dòng sông Serapis các bạn, một dòng sông huyền thoại ở vùng đất Tây Nguyên. Đó, mình đi, chúng ta đi không cần phải vịn bạn, đi bình thường vẫn được các bạn. Những cái cầu treo như thế này là tuy họ làm rất là an toàn rồi, nhưng mà tuyệt đối chúng ta đừng có dựa vào để chụp hình nha các bạn. Mình đứng mình chụp hình được rồi, đừng có dựa vào. Rồi vào trong, trời ơi. Vào đây bạn. Nhà hàng gì đảo Aino Ono vậy đây bạn. Đó, hiện tại chiều rồi, khách du lịch người ta bắt đầu người ta ra dần rồi bạn. Còn đi buổi sáng thì đông nữa. Tham gia du lịch thân thiện cùng với voi là ở hướng bên đó. Giờ chúng ta sẽ đi một vòng qua đây. Ok, đi qua đây bạn. Đó, và đây những biểu tượng của voi nè, chúng ta đứng đây chúng ta chụp hình lên Tây Nguyên rồi các bạn sẽ thấy rất là nhiều những biểu tượng voi ở đây, một nét đặc trưng của vùng đất Tây Nguyên các bạn. Vô trong nha. Đây, chúng ta sẽ vào trong. Ôi, những cái cây ở đây toàn là cây lớn không bạn. Bên kia đây, đó, xa bên đó là cái dòng một nhánh của dòng sông Serapis chảy vô trong bên ngang qua khu du lịch cầu tre Buôn Đôn các bạn. Ở dưới người ta vẫn còn trồng sen này, cải tạo trồng sen. Họ làm những cái cầu dạng như cầu khỉ của miền Tây để cho khách người ta trải nghiệm gì đó. Rồi đi ra trải nghiệm với voi nè bạn. Không biết là trong đây có những cái đặc sản gì là khác với những khu mà rồi nhà cứu lịch đã từng ăn ở ngoài gà nước Cơm Lam, còn đặc sản gì là chẳng hạn như măng rừng rồi chấm với lại những cái đồ chấm của người đồng bào các bạn, những cái muối chấm người đồng bào á. Mình đang cố kiếm những cái món độc lạ ghi hình cho các bạn đó, chứ còn gà nướng cơm lam thì ăn nhiều các bạn xem nó chán các bạn à. Dịch vụ khu du lịch cầu treo Buôn Đôn. Trời ơi, bình thường là ở đây người ta sẽ tổ chức gì biểu diễn văn nghệ giấy sạp với rồi, mà bữa nay vắng quá bạn đó. Mấy em bé đang nô đùa chơi xích đu rồi, thấy không? Trời ơi, hấp dẫn chưa? Đó. Trời ơi. Nói chung là vẫn còn người tham quan bạn, nếu mà vắng nữa thì nhìn nó rất là chán luôn. Đó, vẫn còn người ta vào. Hiện tại vẫn còn đang có nắng nè, thì người ta vẫn vào tham quan bình thường bạn. Đây, qua đây. Bắt thang lên hỏi ông trời các bạn. Khu vực này để khách người ta leo lên chụp hình nè bạn. Nhưng ai mà muốn chụp hình á thì sẽ leo lên trên đây. Đó, đứng ở trên chụp cảnh rồi mà cùng với lại bầu trời này kia là ở khu vực này. Rồi chúng ta đi ra bên đây bạn. Ôi, bạn thấy sông nước không? Ở đây mà nếu mà họ khai thác được cái dịch vụ mà gọi là xuồng hay là cái đó là theo cảm nhận của nhà du lịch thôi, chứ mình không phải là mình góp ý cho khu du lịch gì đâu nha bạn. Mình nghĩ là nếu mà có được cái dịch vụ chèo xuồng nhiều độ này kia, nếu mà đảm bảo được an toàn mà mở được cái dịch vụ đó thì nó sẽ tuyệt vời các bạn. Nhưng mà Nhật Du Lịch nghĩ là chắc là ở đây nước lên nước xuống đồ này kia, cho nên nhiều lúc người ta không mở được dịch vụ đó. Rồi dòng sông Serapis đó, bạn thấy khách du lịch người ta đang chụp hình kìa. Rồi xong rồi, chụp kiểu này xong rồi. Rồi vô trong bạn. Tiếp tục vào trong xem thứ bên trong còn gì nữa hay không. Đó, tham quan nhiêu đó thôi bạn. Để coi thứ khu trải nghiệm gì thân thiện với voi là ở đâu đây. Giờ này người ta đóng cửa hay sao bạn? Ở dưới còn không anh? Dạ còn, voi thả tự nhiên anh. À dạ, voi thả tự nhiên luôn.
Đây bình thường là bán vé thăm quan thân thiện với voi là ở đây các bạn nè. Đây dịch vụ nha, cập nhật giá vé các bạn nè để chúng ta biết. Đây bạn giá dịch vụ voi thân thiện thì giá xem phim giá gì, giá xem voi chụp hình với voi là 100.000 một lượt, bao gồm có một bó mí chụp hình cho khách luôn 15 phút, 2 đến 3 khách. Còn giá mà chúng ta mua mí không á là 30.000 một bó các bạn. Thuê trang phục này, đồ Lào, đồ Thái người lớn là 100.000, còn đồ Lào Thái trẻ em là 50, áo già làng cộng khố là 100, đồ ED mưa nông người lớn cũng 100. Bạn có nghĩa là cái giá vé này là thấp nhất là 50, cao nhất là 100. Còn mình mua mí đây mình cho voi ăn là 30.000. Ở đây họ bán vé ở đây. Còn bình thường là buổi sáng là sẽ bán ở đây, nhưng bây giờ như là tới giờ họ nghỉ sao mới có 3 giờ mấy mà thấy đóng cửa rồi bạn. 3 giờ mấy chiều và đóng cửa đây rồi. Rồi qua bên đây xem voi bạn, đây đó. Mình thấy voi đi, mình đi gần cho bạn xem cho nó rõ. Đó đây các bạn thấy cái cây, gốc cây, trời ơi. Thấy không? Cái gốc mà rễ mà nó găm xuống các bạn. Này giống như cây si rồi, nó những cái dây leo này nó dạng như là cây nó tầm gửi rồi các bạn, nó ký sinh vào những cái cây lớn nha. Đó, để nó kiểu nó sống cùng với lại những cái cây lớn luôn. Đây là khu du lịch, bên ngoài vẫn có những cái lều trại để cho khách cho thuê này bạn nè. Đó, để khách như chúng ta thuê chúng ta ở lại rồi qua đêm ở đây nè. Đi lên cho bạn xem những cái lều nè. Dưới là dòng sông Serebop. Chảy nước suối rồi mà nghe tiếng róc rách không? Đi lên trên nè. Trời ơi, nói cả ngày luôn, nói thuyết minh cho bạn khang tiếng luôn không? Đây, cho nên là có nhiều lúc những cái thông tin mà Nhật Ký Lịch đưa ra, nhiều khi mình đưa theo một cách khách quan đó bạn, mình đi chủ yếu mình ngắm cảnh là chính mà. Đưa theo nhiều khi một khách quan thôi chứ mình không có nắm chính xác được. Có những cái gì sai sót thì các bạn thông cảm cho Nhật Ký Lịch nha, có những cái vấn đề nó sẽ bị sai sót. Thông tin nó sai nhưng mà ở mức độ cho phép các bạn, chứ không về vấn đề về lịch sử này kia là mình không dám sai số luôn và không dám thuyết minh trong video luôn các bạn. Chỉ có cho bạn ngắm cảnh thôi. Đây. Những cái lều này là cho khách thuê nè. Và mùa mưa thì hiện tại đang mùa mưa cho nên là chắc không có ai thuê các bạn. Và bình thường nếu mà chúng ta thuê lều ở đây á, ở theo hội nhóm đoàn nọ này kia là chúng ta ở đây là buổi tối, đây là cái sân khấu bạn. Đó, sân khấu buôn đôn vậy nè, buổi tối là sẽ có tổ chức biểu diễn văn nghệ ở đây luôn. Rồi chúng ta như là có đốt lửa trại đồ ở đây luôn bạn à. Buổi sáng là chúng ta sẽ nằm ngắm bờ suối nè. Và mỗi sáng sớm cảnh dưới đây rất là đẹp luôn bạn, cho bạn xuống nha. Ai xuống xem nè. Đó. Ở đây mà vào những dịp đông đúc là người ta sẽ gắn những bóng đèn ở đây luôn bạn. Buổi tối người ta lên đèn rực rỡ luôn. Đó, thiết kế cái sân khấu là cái bắt giữa dòng sông Serebop bạn, dòng sông Serebop chảy xuống nè bạn thấy không? Là thiết kế sân khấu trên đây. Để mà chúng ta quay quần biểu diễn văn nghệ rồi ca múa nhạc đồ ở trên sân khấu bên đây. Và bên kia là khu vực là gì, tham quan chụp hình cùng với voi các bạn, voi tự nhiên kìa. Rồi bây giờ chúng ta sẽ đi lên trên để qua bên đó bạn. Đó, một dãy này là lều người ta cho thuê. Rồi đi qua nha. Đi lên trên để cho bạn ngắm voi cho rõ bạn. Cho nên là nhiều khi nhiều người các bạn thắc mắc đi đến những khu du lịch khác là giá vé vào cổng là 150, 250, 300.000, nó có nhiều giá vé thì nó sẽ bao gồm nhiều dịch vụ hơn. Còn ở đây là giá vé chỉ có 40.000 một người lớn thôi. Đó là nó chúng ta chỉ vào ngắm cảnh thôi, cho nên là nhiều khi mình mới hay nói quan niệm điều là tiền nào của nấy các bạn. Nhiều khi mình đi tới khu du lịch khác giá vé rất cao, mình chấp nhận bỏ giá vé cao thì bên trong họ sẽ có nhiều dịch vụ chúng ta trải nghiệm hơn, nhiều cảnh đẹp rồi này kia rất là nhiều. Bên trong đây thì đa phần là gắn liền với thiên nhiên các bạn. Đó, sông suối hồ tự nhiên, cây cối tự nhiên luôn. Cho nên cái giá vé đó là để chúng ta đi tham quan các bạn, tham quan ngắm cảnh chụp hình rồi thôi. Rồi xuống đây. Đây bạn. Đây là cái khu vực mà gì thân thiện với lại voi nè, chúng ta mua vé ở đây chúng ta đi vào. Đó là tham quan chụp hình. Đó, vô trong rồi bên trong rồi có người ta đang có những cái người ta đang nài voi bạn. Đó, voi đứng dưới suối nè các bạn thấy không? Đó, đứng dưới suối rồi khách tới tham quan chụp hình nè. Đây cho bạn xem cho rõ nè. Đó, bây giờ mình mua vé ở đây rồi bắt đầu sẽ có nhân viên ở đây, người ta sẽ mở cổng cho mình vào nè, vào để chụp hình thôi bạn. Đó, chụp hình
thì tương tác mình cho voi ăn rồi này kia. Ngày xưa ở đây còn có dịch vụ cưỡi voi các bạn, nhưng mà bây giờ thì hết cái dịch vụ cưỡi voi rồi, giờ chỉ có dịch vụ thân thiện với voi thôi. Cái vé, cái vé vào cổng là mình vào chụp hình rồi cho voi ăn thôi đúng không anh? Dạ. À chứ ngoài ra không có, không có thêm dịch vụ gì nữa. À dạ. Vẽ vào đó thì nó có cái vẽ 100 ngàn cho 3 người thì kèm theo một nạch chuối. À. Dạ, còn ngày trước là vẫn có, vẫn có cưỡi. Dạ, giờ hết cưỡi. Dạ, giờ hết cưỡi rồi. Dạ. Dạ rồi. Thân thiện. Dạ rồi, cảm ơn anh nha, bắt tay cái nè. Dạ. Rồi chúng ta đi ra bạn. Đó, bây giờ là thân thiện với voi rồi cho nên là không còn cưỡi voi như ngày xưa nữa. Chúng ta mua vé vào 100 nghìn tối đa được 3 người, kèm theo một nải chuối, đồ ăn chuối hoặc là mía bạn, đồ ăn dành cho voi á. Chúng ta vào chúng ta cho voi ăn. Đó. Rồi cái khung cảnh trong thì nó nhiêu đó thôi bạn. Đó, dòng sông Sierra Bóp chảy qua rồi chúng ta đi cầu treo rồi đi qua cái gì cây si cổ thụ, gốc si cổ thụ chuông gió lớn nhất Đại Ngàn rồi này kia đó, tham quan ngắm cảnh trong. Hiện tại vẫn có khách người ta đang đi vào để người ta chụp hình với voi nè. Thì bây giờ là đây đây các bạn. Nhật ký du lịch tính đi ra nhưng mà đây nè, chỉ các bạn nè. Cái khu này là buổi tối, nếu như ai chúng ta thuê lều ở đây là buổi tối họ sẽ chuẩn bị sẵn như một bó như vậy nè để đốt lên, gọi là lửa trại. Chúng ta sẽ quay quần quanh đây thì Nhật ký du lịch nghĩ là nó sẽ có múa cồng chiêng cùng với người đồng bào luôn, quay quần đánh nhịp nhàng cồng chiêng á ở đây. Đó, không biết đúng hay không. Mình nghĩ như vậy, thường là quay quần ở đây sẽ có lễ hội múa đồ này kia thì nó sẽ đẹp hơn đó. Rồi khách người ta ở đây ta tham quan đặt dịch vụ ăn uống rồi trải nghiệm ở đây luôn các bạn. Rồi bây giờ chúng ta sẽ đi ra ngoài nha. Ra ngoài Nhật du lịch sẽ cố gắng tìm cái khu ẩm thực mà có những cái món đặc sản vùng miền, đặc sản địa phương, đặc sản của Buôn Đôn, của Đắk Lắk, ghi hình cho các bạn. Còn nếu mà không có nữa thì chúng ta sẽ di chuyển qua bên Gia Lai. Qua Gia Lai thì sẽ có nhiều những cái món khác nữa. Nhật du lịch tìm hiểu là có một vài món đặc sản của vùng đất Gia Lai, Pleiku các bạn. Qua đó thì sẽ tiếp tục thưởng thức ẩm thực. Còn nếu ở đây có thì tí nữa Nhật du lịch ra sẽ ghi hình cho bạn, hướng dẫn cho bạn luôn. Khi chúng ta đến những du lịch ở vùng miền nào đó thì chúng ta nên trải nghiệm ăn uống ẩm thực của người bản địa thì nó sẽ thú vị hơn. Bây giờ chúng ta đi ra nha các bạn. Chúng ta đang di chuyển dọc cái tuyến đường để ra lại lối nhà hàng ở bên ngoài các bạn. Đang đi kiếm ẩm thực địa phương, đặc sản, vùng miền để chia sẻ cho các bạn chúng ta biết. Và khi chúng ta đến du lịch ở mỗi vùng miền địa phương khác nhau thì chúng ta sẽ thưởng thức một vài những cái món đặc sản ở nơi đó. Cái tuyến đường này các bạn thấy không? Rất là đẹp luôn. Người ta trang trí những cái dù ở trên nè. Dọc cái lối đi thì rất là nhiều những cái cây cổ thụ của vùng đất Đại Ngàn Tây Nguyên. Đó, thấy nó lên hình đẹp đẹp cho nên là ghi hình một đoạn cho bạn xem nè. Và bên đây là còn có khu vực để chúng ta xuống đây chúng ta chụp hình nè bạn. Đó, mình xuống đây mình chụp hình. Và hiện tại thì thấy nó cũng đã kiểu như là nó không còn được đẹp như ngày ban đầu, ngày xưa nữa. Theo cái cảm nhận của Nhật ký du lịch thì nó không còn được đẹp như ngày đầu nữa bạn. Đây, bên đây là dòng sông Sierra Bóp. Và bên kia là khu vực đầu, lối đầu đầu tiên chúng ta vào các bạn. Bên đó vẫn có nhà hàng ẩm thực này kia. Giờ chúng ta sẽ di chuyển ngược trở lại cầu treo để đi qua bên đó bạn. Qua để xem thứ bên đó có ẩm thực vùng miền. Tiếp tục bấm máy lên cho bạn xem review giá cả rồi những món ăn chế biến như thế nào cho bạn chi tiết, cho bạn hiểu và chúng ta biết rõ hơn để khi du lịch ở đây chúng ta có thể thưởng thức một vài những cái món đặc sản vùng miền tại nơi này. Mình sẽ đi ngược trở ra băng ngang dòng sông Sierra Bóp để đi trên những cái cây cầu treo bằng tre các bạn. Này là khu du lịch cầu treo Buôn Đôn. Hiện tại giờ là gần 4 giờ chiều bạn cho nên khách người ta cũng vắng dần. Đó mà đó suối chảy các bạn, dòng sông chảy nè bạn thấy không. Rồi cầu treo ở trên. Ok bây giờ sẽ ra lối này bạn. Đi theo lối này để quay ngược trở lại cầu treo. Thì vừa rồi các bạn cũng đã ngắm cảnh ở trong sông và Nhật du lịch đi ra để kiếm cái nhà hàng xem có cái món ẩm thực địa phương nào hay không để ghi hình cho các bạn xem. Thì ra bên ngoài thì họ đã đóng cửa và chỉ còn khách tham quan ở trong họ đi ra thôi các bạn. Còn nhà hàng thì đã không còn mở cửa nữa. Tuy mới có gần 5 giờ chiều thôi nhưng mà không còn phục vụ khách. Và cảm nhận Nhật ký du lịch thì nó cũng không có còn được như xưa các bạn. Nó vắng vẻ dần, khu du lịch Buôn Đôn hiện tại giờ đang vắng vẻ dần.
Thì có lẽ là Nhật ký du lịch cũng xin khép video tại đây luôn. Cảm ơn các bạn đã dành thời gian theo dõi video tới thời điểm hiện tại.